Ông ơi, con chào ông nhá. Sao ông lại ngồi ở đây? Nhà ông ở đâu ạ? Ở đâu hả ông? Tân Mai ạ. Ô, thế nhà ông ở ngay đây, đây là đường Trương Định này. Ngay đây rồi sao ông lại ngồi ở đây? Ông có con cái không? Con cái ông đâu rồi? Con thấy hôm nay cũng là 28 Tết rồi, 27-28 Tết rồi. Thì giờ này mà ông vẫn ngồi đây ấy. Sao ông không về với gia đình? Hả ông? Con thấy ông đi đôi dép nó cũng không được sạch sẽ. Thì con biếu ông đôi giày của con. Thì chắc là chân của ông ấy cũng vừa chân của con. Đôi này thì con đã giặt sạch sẽ rồi. Vâng. Bảo vào mất đôi giày, đôi dép cái gì? Với cả con có một cái đôi tất mới ấy, con để ông đi. Ông đã ăn gì chưa? Con có cái bánh này điều ông này. Ông ăn xong rồi đi giày. Ông về nhà với gia đình đi. Chứ ngày Tết này ông lại lang thang như này. Nãy con thấy ông ở chỗ cà phê Phúc Long thì con đi qua con nhìn thấy ông ấy. Thì con về nhà con lấy đôi giày con mang ra biếu ông, tặng ông để ông đi cho đỡ lạnh. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 67 ạ. Vâng. Thế ông ăn đi nhá. Con có việc con lại phải chạy đi luôn đây. Ông có dùng túi không? Không, con mang túi về nhá. Vâng vâng. Ok, chúc ông sức khỏe nhá. Con chạy đây.